trở lại với kênh Mạnh Tiến Studio. Và hôm nay sẽ là một cái video cũng như là đập hộp cái con chống rung dành cho điện thoại đây, cũng như là hướng dẫn sử dụng cơ bản của cái chống rung này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đập hộp con này luôn. Đấy. Bên trong nó sẽ gồm có là những gì đây? À, bên trong chúng ta sẽ có một sợi dây sạc cũng như là một sợi dây này để mắc vô cái phần tay cầm cho nó chắc chắn hơn. Đây. Tiếp theo là đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là một cây chống rung dành cho điện thoại. Đây. Thiết kế cầm rất là chắc chắn luôn nha. Rồi. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái khớp để mà chúng ta mở ra nè. Đó. Để điều chỉnh cho phù hợp với cái điện thoại của các bạn. Đấy. Cũng như là chúng ta có thể điều chỉnh quay ngang hay là quay đứng. Đây. Đều có thể điều chỉnh được hết. Đấy. Quay đứng lên nè. Rồi quay ngang đều được hết. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái iPhone 6 để mình gắn vô thử cho quý vị. Thế không biết này. Đấy. Đây, trên cái phần tay cầm chúng ta sẽ có những cái nút là mở nguồn cũng như là chế độ quay, còn cái nút này là cái nút joystick, là cái nút điều chỉnh hướng quay của cái phần trên này nè. Đó. Rồi ở đằng sau là có một cái nút để mà bấm chụp cho nó tiện lợi hơn nè, khi mà quay chúng ta sẽ bấm chụp ở đây nè. Đấy. Còn cái nút này là nút zoom. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở máy lên nè. Đè nút này khoảng 3 đến 5 giây. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ là cái con chống rung này là đã hoạt động được rồi nè. Mình sẽ thử tính năng của cái joystick này. Cái nút điều chỉnh á. Đấy. Và cái con này nó cũng có kết nối được Bluetooth luôn nha anh chị em. Đây, mình sẽ kết nối thử vào Bluetooth nè. Action. Rồi. Nhưng mà chưa vô. Bluetooth. Nó quay hoài à? Bấm thấy rồi nè. Thử vô camera nè. Chưa có ăn. Khi mà đã kết nối được Bluetooth của cái con chống rung này thì chúng ta đã có thể sử dụng cái nút phía bên dưới này để chụp hình. Rồi, đây. Đấy. Không cần phải bấm vô màn hình, rất là tốn thời gian. Đấy. Đấy. Điều chỉnh góc tỉ hướng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái độ chống rung của nó nha. Để thử thì quay vào phần video nè. Đó. Ảnh rất là mượt. Đấy. Thử lắc mạnh. Hình nó sẽ có xê dịch nhưng mà không đáng kể đâu. Đây. Rồi. Khi mà chúng ta dùng xong rồi, chúng ta muốn tháo cái điện thoại ra thì đầu tiên là phải tắt nguồn. Rồi, ok. Xong rồi mới tháo điện thoại ra được nha. Chứ đang còn mở mà tháo ra là sẽ dễ, rất là dễ bị hư cái cây chống rung này. Đó. Thì. Rồi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.